Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh chắc hẳn còn chưa quên những hình ảnh khủng khiếp về vụ cháy ở chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018 khiến 13 người chết. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chung cư đã có nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên chủ đầu tư đã không khắc phục. Dù đã có những sự cố đáng tiếc liên quan tới phòng cháy chữa cháy ở các khu chung cư, nhưng tới nay ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Thông tin này được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi họp báo định kỳ kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thì theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, thì hiện nay trên địa bàn thành phố tồn tại 25 công trình, hạng mục công trình nhà chung cư chưa được tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, do còn nhiều tồn tại khó khăn dẫn đến chưa thể giải quyết triệt để việc nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà vẫn đưa vào hoạt động. Dẫn chứng tại chung cư Nguyễn Quyền, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với tổng 169 căn hộ, chủ đầu tư đã tự ý đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định. Các cơ quan chức năng cũng đã làm việc với công ty nhiều lần nhưng công ty không hợp tác, không phối hợp và khắc phục các cái hướng dẫn của đoàn kiểm tra, và các lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần làm việc, kiến nghị rồi hỗ trợ, tuy nhiên là chủ đầu tư vẫn chây ý và chưa thực hiện. Theo đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp vi phạm nếu xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người tài sản thì tùy tính chất mức độ sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Về biện pháp xử lý, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có các biện pháp chế tài và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục thiếu sót, sớm hoàn tất thủ tục nghiệm thu theo quy định. Đối với các cái cơ sở công trình đã được kiểm tra, kiến nghị và xử lý nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động. 3 là trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đề xuất của chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ lập danh sách các chủ đầu tư vi phạm nhiều lần nhưng cố tình không khắc phục, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, trang thông tin điện tử để người dân theo dõi, giám sát. Cùng với đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu các cấp lãnh đạo thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các cơ sở, công trình chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đi vào sử dụng.